Thì hôm nay Thúy Lê sẽ làm cái clip này. Thúy Lê sẽ công bố số tiền mà hai trạm poster cũng như là hai cái trạm cứu hộ chó mèo ở Việt Nam đã trong vòng 2 ngày, trong vòng 20 ngày đã được nhận được những cái sự mà yêu thương quan tâm của tất cả quý bà cô chú mạnh thường quân. Thì hôm nay Thúy Lê xin phép được công bố cái số tiền này cho cả nhà cùng nghe ha. Thì vì lời nói đầu tiên thì Thúy Lê xin cảm ơn tất cả quý bà cô chú rất là nhiều. Thì bây giờ Thúy Lê bắt đầu đọc nha cả nhà. Thì cách đây khoảng 2-3 ngày thì Thúy Lê có đăng cái đoạn clip của một poster cũng hiện tại đang thu mang chó mèo cũng khoảng là hơn 60 bé. Đó là chị Phương ở dưới Bình Chánh đó cả nhà. Thì chị Phương có gửi đoạn clip cho nghe cho mình và chị Phương có chia sẻ hiện tại là cái căn nhà trọ của chị Phương thuê, thì người ta cho thuê ở trong cái đồng ruộng á, thì nó không có được hoàn hảo như những cái căn nhà khác, với lại cái bé chó thì nó hơi nhiều nên có những cái phần mà hơi dột nát này nọ, thì khi mà mưa lớn xuống thì mấy bé chó sẽ bị ướt và sẽ bị ẩm và làm cho bị viêm da. Đó, thì có đứa bị bệnh viêm da rất là nặng luôn, có đứa bị ho sổ mũi. Và cái phần quan trọng á, là chị Phương không có một cái mà cái dụng cụ, cái thiết bị nào mà để mà trữ thức ăn hết trơn á. Mỗi ngày chị Phương phải trữ đồ ăn ở trong cái thùng đá, thùng mút, là phải đi mua đá về để ốp. Nhưng mà bây giờ mấy hôm nay dịch bệnh á, thì nước đá mua cũng khó khăn nữa. Nói chung là hiện tại dịch bệnh thì tất cả cái gì cũng hơi khó khăn hết trơn á. Với lại á, dịch bệnh thì cả nhà cũng hiểu rồi, có tiền á thì sao cũng được, còn không có tiền á thì nó gặp rất nhiều trắc trở và khó khăn luôn. Thì khi mà Thúy Lê đăng tải cái đoạn clip dùm chị Phương lên YouTube kênh của mình đó, thì đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình thường quân trong và ngoài nước. Thì bây giờ Thúy Lê sẽ công bố cái số tiền mà những mạnh thường quân đã đóng góp cho chị Phương ở dưới Bình Chánh nha cả nhà. Thì cái người chị đầu tiên á, là cái chị tên là chị Thảo Phạm ở Canada đã hỗ trợ cho chị Phương là 400 Canada. Và chị Phương muốn dùng cái số tiền này là để gửi cho chị Phương để mua cái tủ đông. Đó cả nhà, là của chị Thảo Phạm, là mình nhắc lại nha. Chị Thảo Phạm Canada, 400 Canada là đổi ra tiền Việt Nam là 7.104.000 Việt Nam đồng. Và cái người mạnh thường quân giấu tên đã hỗ trợ cho chị Phương là 1.000.000 Việt Nam đồng. Và cô Lan ở Mỹ gửi cho bên Duy Còi 50 USD đổi thành tiền Việt là 1.100.000 đồng. Và một mạnh thường quân giấu tên ở Mỹ đã hỗ trợ cho chị Phương là 1.000.000 Việt Nam đồng. Và chị Thủy Lương ở bên Mỹ đã hỗ trợ cho chị Phương là 100 USD đổi ra tiền Việt là 2.269.000 Việt Nam đồng. Và chị Diệu Âm là một người Phật tử ở bên Mỹ, cũng là một mạnh thường quân ở bên Mỹ, đã gửi tặng cho chị Phương 500 USD đổi ra tiền Việt là 11.000.000 Việt Nam đồng. Thì tổng cộng số tiền của chị Phương nhận được là 23.473.000 đồng. Thì nói chung thì chị Phương cũng đã làm cái clip và đã gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà cô chú mạnh thường quân. Thì chị Phương rất là coi như là cảm động và coi như là khóc. Chị Phương khóc cả nhà. Chị Phương rất là mừng khi mà cái mùa dịch này mà được những cái món quà, những cái số tiền này chẳng hạn như là gộp lại thì nó rất là hạnh phúc luôn. Có tiền trang trải, mua tủ đông rồi, chị Phương cũng đã mua tủ đông rồi cả nhà. Đó, và chị Phương dùng những số tiền này để chữa bệnh cho mấy bé chó và mua thức ăn cho mấy bé chó. Và phần còn lại thì chị Phương làm cái máy tôn chứ không có ấy bạc nữa, để cho mấy bé chó không có ướt nữa cả nhà. Thì chị Phương nhận cái số tiền này, chị Phương rất là hạnh phúc. Và một cái hoàn cảnh thứ hai, một cái poster này cũng đã từ lâu rồi được rất nhiều YouTuber lại quay, chẳng hạn như là cô Chính bán rau ở dưới Hiệp Phước Nhà Bè đó cả nhà. Thì cô Chính bán rau này cũng đã được những anh YouTuber chẳng hạn như là anh Tình Vlog, bạn Duy Còi Vlog ở anh Trọng Cà Mau, ở anh Sư Nhân quận 12, Sơn Huỳnh đó. Nhưng mà mấy tháng nay thì dịch bệnh đó, đó cả nhà cũng thấy đó, ở bên Việt Nam á không có giống như bên nước ngoài. Thì khi mà dịch bệnh á, những cái mà cái vùng mà không có bị dịch á thì cũng bị phong tỏa, thì chỗ bệnh á cũng bị phong tỏa. Nhưng mà kỳ này á thì chỗ cô Chính bị phong tỏa hết trơn luôn. Thứ nhất á là mỗi ngày không có bị phong tỏa thì cô Chính có thể là hái từng cái bó rau rồi sau nó bó lại đi ra ngoài đầu hẻm đầu đường để bán, để lấy những số tiền nó về nuôi với cái cuốn. Nhưng mà tình hình thì nó hơi căng nên cô Chính nó đành phải là bị giống như là bị phong tỏa, bị cấm ra ngoài. Và cái chuyện thứ hai rất là quan trọng luôn là cô Chính nói qua dịch là cô Chính sẽ di dời cái trạm cô Chính đi về một cái nơi khác. Tại vì hiện tại là tổ trưởng, giống như trong cái mùa dịch nè thì tổ trưởng công an đã đi từng nhà thì phát hiện cô Chính là cô mang chó mèo rất là nhiều, thì người ta sợ là ô nhiễm, người ta sợ giống như là phiền phức này nọ, nên đã la gài cô Chính, đề nghị cô Chính phải dời trạm. Thì cái việc đó thì cũng là cái việc mà gây khó khăn trở ngại cho cô Chính rất là nhiều luôn đó. Thì bây giờ thì tình hình dịch nó căng thẳng như vậy thì bây giờ mình tính cái chuyện mà giúp mấy bé trong thời gian mà đói khát như vậy, rồi xong qua dịch rồi mình sẽ tính, mình sẽ giúp cô Chính như thế nào đó, rồi mình sẽ tính sau. Thì bây giờ mình sẽ công bố số tiền của mạnh thường quân mà hỗ trợ cho cô Chính nha cả nhà. Đó cả nhà, thì một người cô có tên là Băng Tâm ở Mỹ đã gửi qua PayPal cho bạn Gecoin Vlog 100 USD, đổi ra tiền Việt là 2.050.000 Việt Nam đồng. Và thứ hai là cô Thiên Bình có gửi hỗ trợ cho cô Chính là 500.000 đồng. Và anh Hùng có gửi cho cô Chính là 1.000.000 Việt Nam đồng. Và chị Thanh Thảo ở Long Khánh đã gửi cho cô Chính là 500.000 đồng. Và một mạnh thường quân ở bên Mỹ tên là cô Liên Liễu có gửi cho cô Chính là 100 USD, đổi ra là 2.200.000 đồng. Và chị Diệu Âm ở bên Mỹ có gửi cho cô Chính là 300 USD, đổi ra là 6.600.000 đồng. Và cô Thúy ở Úc có chuyển cho cô Chính là 3.231.000 Việt Nam đồng. Và có một cô á, tên là cô Lan ở Mỹ đã gửi cho bên bạn Duy Còi Vlog 50 USD, đổi ra tiền Việt là 1.050.000 Việt Nam đồng. Thì tổng số tiền á, mà Thúy Lê đã tổng tiền của cô Chính á, là cô Chính nhận được là 17.131.000 Việt Nam đồng. Thật sự mà nói luôn thì hai cái mình giúp hai cái trạm cứu hộ này được cái số tiền này thì Thúy Lê rất là mừng luôn, rất là hạnh phúc, rất là mãn nguyện đã làm được những công việc này, đã làm một cái chiếc cầu nối để giúp cho tất cả quý ông bà cô chú mạnh thường quân biết đến và hỗ trợ đùm bọc cho những cái mà trạm cứu hộ, những cái poster đang gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh. Thì một lần nữa thì Thúy Lê rất là trân quý những cái tình cảm, những cái tấm lòng, những cái tấm lòng vàng của tất cả quý bà cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn luôn yêu thương Thúy Lê, cũng như yêu thương những cái trạm cứu hộ cho nghèo khác ở Việt Nam, và đã tin tưởng Thúy Lê, đã tạo cho Thúy Lê ra làm những cái công việc này. Vì một lần nữa Thúy Lê chúc cho tất cả quý bà cô chú mạnh thường quân luôn luôn có một cái sức khỏe thực sự là ok, thực sự là hạnh phúc nha cả nhà. Thì Thúy Lê xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Dạ, Phương xin kính chào cô bác anh chị gần xa. Hôm trước Phương có gửi video nhờ bên kênh Thúy Lê giúp đỡ cho Phương có thức ăn và xin một cái tủ đông cho các bé trữ đồ ăn trong mùa dịch này. Dạ, hiện tại thì Phương đã nhận được 23.743.000. Dạ, từ bên kênh Thúy Lê chuyển đến. Dạ, của quý Mạnh Thường Quân gửi cho các bé gia đình nhà mắm. Dạ đây Phương đã mua được thêm mấy trăm ký gạo. Dạ đây mấy trăm ký gạo. Còn hồi trước thì cứ xin gạo từ thiện này thôi. Dạ còn bây giờ là gạo này là mua. Dạ Phương sửa dùng tiền đó mua được một cái tủ đông chứa đồ ăn cho các con, để thức ăn nó không bị ôi thiêu. Hồi trước thì Phương cứ chứa vô đó rồi ướp đá, nhưng mà bây giờ dịch quá người ta không có giao nước đá nữa. Ở đây gà, với đó là gà. Dạ đấy nhá, gà. Tôi mua gà cho tụi nhỏ. Dạ, dạ số tiền đó Phương sẽ dùng là mua thêm, còn dư Phương sẽ dùng mua thêm hai cái máy nghe kinh, vì cái máy nghe kinh này nó rất là dở, nó rất dễ bị hư, nó hay bị ngạt ngạt lắm. Ví dụ khi đang đọc là tắt luôn hoặc là lặp lời vậy đó, nó giống như cà lâm á. Dạ Phương sẽ dùng tiền mua cái máy nghe kinh mới cho tụi nhỏ. Và tiếp theo đó là còn dư tiền Phương sẽ lợp lại cái mái nhà, không phải mà chơi bạc giống vậy nữa, lợp dài ra ngoài đó luôn chút để cho tụi nhỏ có cái chỗ ngủ an yên, không phải mưa gió mà phải đang ngủ rồi phải túm tùm nhau dột và chạy á, tội lắm, lạnh nữa. Dạ Phương mua thêm được bí đỏ cho tụi nhỏ, mua thêm được hơn trăm cái bí đỏ, ở đó một bao, ở ngoài trước hai bao nữa. Dạ Phương kính cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, xin gửi lời tri ân đến cô chú anh chị gần xa luôn yêu thương giúp đỡ các bé bốn chân. Xin cảm ơn Thúy Lê đã hết lòng hỗ trợ Phương, gieo duyên cho Phương được cô chú anh chị biết đến giúp đỡ cho các bé không phải bị đói trong mùa dịch này. Dạ Phương xin trân trọng tri ân tấm lòng của Thúy Lê đã hết lòng tận tâm gọi điện hỏi thăm và động viên Phương rất là nhiều. Cảm ơn Thúy Lê nhiều lắm. Dạ Phương xin gửi lời chúc đến cô chú bác anh chị Mạnh Thường Quân, lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và phát tài. Chúc anh Thúy Lê ngày càng phát triển và có nhiều quý Mạnh Thường Quân ủng hộ để kênh có thể là Thúy Lê sẽ gửi đến lời yêu thương đến các trạm hoặc là các mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ. Chúc Thúy Lê được nhiều sức khỏe nha, chúc gia đình Thúy Lê được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và phát tài. Dạ Phương xin trân trọng tri ân ạ. Chào cô bác Mạnh Thường Quân, cô Chính đây, là tại vì đang ở ngoài chuồng mèo vệ sinh cho mấy em ăn rồi tặng cô Chính đóng cửa thả ra. Hôm nay Thùy Lê đã kêu gọi các cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cô Chính được một số tiền để lo cho các em, và khi hết dịch cô Chính xin dời trạm, tại vì ở đây người ta ăn hiếp chứ người ta không cho cô Chính ở đây nuôi chó mèo nữa, nên là Thùy Lê đã giúp đỡ kêu gọi các cô chú Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho cô Chính được 17.531.000 để cô Chính lo cho các em trong mùa dịch, và khi hết dịch cô Chính xin dời trạm đi. Chứ bây giờ ở đây người ta ăn hiếp cô Chính quá, cô Chính không chịu nổi. Xin cảm ơn các cô bác Mạnh Thường Quân đã hiểu rõ trạm cô Chính và hiểu rõ hoàn cảnh của cô Chính khó khăn, và được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho cô Chính có một số tiền để cô Chính hết dịch, khi nó hết dịch nó mở cửa và để cho cô Chính di dời trạm để cho các em có một chỗ ở sát và không bị ăn hiếp làm khó làm dễ nữa. Cô Chính xin chân thành cảm ơn cô bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã hiểu rõ hoàn cảnh của cô Chính, đã giúp đỡ cho cô Chính có số tiền để lo cho các em trong mùa dịch này. Hết dịch cô Chính được mở cửa ra và cô Chính xin dời trạm mới để mà có chỗ yên ổn cho các em. Cô Chính đang ở ngoài chuồng mèo đang vệ sinh cho các em ăn, xong rồi cô Chính thả mà các em ra. Hôm nay Thùy Lê đã kêu gọi các cô bác Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã ủng hộ cho cô Chính được 17.531.000 Cô Chính xin chân thành cảm ơn rất nhiều đã hiểu rõ hoàn cảnh của cô Chính. Xin cảm ơn các cô bác mạnh thường quân đã hiểu rõ trạng của cô Chính, giúp đỡ cho cô Chính có đồng ngân. Cảm ơn rất nhiều, chân thành cảm ơn rất nhiều. Và cũng cảm ơn Thúy Lê đã kêu gọi các cô bác mạnh thường quân giúp đỡ cho cô Chính. Cô Chính không có biết quay nên là có điều gì sơ sức cô bác cũng bỏ qua dùm, không biết quay, giờ không biết quay làm sao để mà chiếu được cái gương mặt của mình. Hôm nay cô Chính xin cô bác mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cô Chính. Cô Chính chân thành cảm ơn cô bác nhiều. Giờ không biết quay làm sao đã thấy mặt cô Chính đây nên cô bác cũng thông cảm, không có rành. Chân thành cảm ơn cô bác trong và ngoài nước, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho cô Chính có được một số tiền, rất là cảm ơn, để khi hết dịch cô Chính dời trạm. Cảm ơn rất nhiều và cũng cảm ơn Thúy Lê, cảm ơn cô bác rất nhiều.